Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the leaks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bóng Đá Gaming. Thì xuất hiện trước màn hình của anh em thì nhân vật của ngày chúng ta hôm nay là MG. Và như anh em cũng đã thấy, sự xuất hiện của Leon hay là Sư Tử thì anh em cũng biết được rằng đây là season 17 và xuất hiện của map mới Birdling. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quẩy thử với em MG như ý kiến của anh em là test một em MG đi theo đường skill là Harvard. Thì để xem với skill này thì MG chúng ta sẽ nên build như thế nào và trang bị của em nó có trong ngày hôm nay là sao. Bây giờ chúng ta hãy đến với map đầu tiên là bắt đầu từ map Arenium. Với season 17 thì các level các map đã được hạ xuống, đối với Arenium thì sẽ xuống còn 1100. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hotspot của map Arenium. Và mình đang ở là hotspot Earth. Ôi mẹ ơi, hết nước chấm, đâm mít, one hit, không phải nói nhiều, one hit. Anh em có thấy không? One hit, Kadia quái tên 1 chấm, quái ta không kịp cho em là kịp thôi. Hết nước chấm, không còn gì để nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hiện tại mình đang ở server test thì có khả năng là mình đang giảm cái tỷ lệ máu và đép của quái ở server test đi. Nhưng mà giảm thì giảm kiểu gì, nhưng mà với khả năng kill như vậy quá là khủng khiếp. Cái lượng đam anh em nó gây ra trên dây mà nó thấp như vậy á, là không phải là do em nó đam nhỏ mà là do em nó chết quái quá nhanh nên thời gian đợi ấy. Anh em để thời gian đợi quái hồi sinh nó khá là lâu, cái lượng đam trên dây nó bị hạ xuống. Ôi cái gì xảy ra vậy? Ôi rồi ôi, không kịp nhìn đám luôn, mình không kịp nhìn đám bao nhiêu luôn. Đây 636, ui quá là kinh khủng luôn. Rồi chúng ta sẽ nói sơ qua về trang bị của em nó, tại sao em có thể mã đạo như vậy. Đây đầu tiên thì mình phải bằng C, level của mình là 1395, chưa mắc level ở season 17. Ở season 17 để mắc level thì chúng ta sẽ lên là 1400 level nha anh em. Và ở đây mình sẽ tăng là 380 stain đủ để mang vũ khí. Và RE thì 1401 đủ để học được skill Harvard. Đây, skill này là yêu cầu 1073 và 1401 là sẽ cần phải mang cái hạng này. Đây, NE yêu cầu 1101 và stain mình sẽ không tăng. Tại sao MG mỏng yếu thì mình sẽ không tăng vào stain? Thật ra khi mà anh em tăng vào điểm vào stain á, thì mình nhớ là hình như là 3 điểm thành điểm đó tăng vào được 1 điểm vick. Khi mà anh em lên cấp cũng như là anh em tăng vick vào với nhân vật mẫu này, nên mẫu mà khi anh em tăng vào vick cho MG là nó rất là tốt, nó không được lợi thế như các nhân vật khác như là DK. Nên mình khuyên anh em là cứ nên để mít đi, dồn điểm cho khác thì như lên đam rồi lại đam bù thủ công bù thủ nữa nhé. Và Agi của mình hiện tại là mình sẽ để cũng như là mắc Agi. Và ở video test ngày hôm nay thì mình sẽ cùng test đối với MG, Ming, NE và mắc AG để mắc Agi, để có thể thấy được là đối với tốc độ đánh nhanh thì khả năng clear quả những khả năng trú đường của em nó có tốt hay không. Thì như anh em cũng thấy trong màn hình mà ba đây new là gần như là tuổi, nhưng mà có một từ hơi nữa là tuổi và đẹp. Đây mình tăng chưa xong nhé, mình tăng lên mắc tiền đấy nha. Đây là tăng thêm 16 con nữa, đây mình tăng lên 6 con ở đây và mắc tiếp 10 điểm. Rồi và đẹp đẹp bây giờ mình có là gần 12 ca đẹp. Đẹp rây của mình hơn 1000 này anh em, kinh khủng chưa. Xe là đam 60 này, cái đích đam 58 này, chút của đam 21, chút của đam 18. Đối với season 17, nhưng anh em nên nhớ là mình đang sử dụng set Manticore nè. Manticore, nhắc lại là Manticore chứ không phải là 1300 million.
mà đã bá đạo như vậy rồi. Đây, đây là thông số của em đó. À, đang của Upstream này là từ Win nhé, từ Win mình đã có. Này đáp Rich là sẽ cũng là tăng từ Win thì là mình sẽ sâu qua trang bìa nhé. Và tôi sẽ biết chỉ số này ở đâu ra. Đó là một số vậy cho anh em dễ hiểu. Và để như anh em cần tìm hiểu tất cả những chỉ số này là gì và nó có từ đâu và nó ảnh hưởng như thế nào thì anh em có thể để lại comment ở phía dưới. Mình sẽ làm riêng một video về giải thích các chỉ số để anh em hiểu hơn tại sao mình lại tăng điểm như thế này và tăng điểm khác thì các chỉ số khác có thay đổi theo hay không. Rồi, đây là bảng C của chúng ta. Đối với bảng C như thế thì trang bị của chúng ta có ngày hôm nay là gì? Trang bị của chúng ta có sẽ là một set magic code nhân vật MG cộng 15 và cũng là set magic code max. Thì ở server real mẫu của mình thì một set max như này cũng không phải là hiếm, tuy rằng bỏ thời gian nó cày khá là lâu nhưng mà điều này là anh em có thể đạt được và rất nhiều anh em có. Đây, và đã được khả hộp tím là hộp harmony mới. Và cái vũ khí mình sử dụng cũng chỉ là cái vũ khí server hết chứ không phải là magic code như phần 17 mình chưa update lên mà em nó đã như vậy rồi. Và ở đây mình sẽ sử dụng là skill attack power lên 35, width lên tầm 51 và là chuyển đổi từ mana sang attack power cộng 85 điểm. Và cái gậy thứ hai thì mình sẽ sử dụng là cái gậy rồng cấp 2 hay còn gọi là blessing wild. Và cây này mình cũng đã chuyển đổi từ mana để đám cấp thuật là tăng được 85 điểm. Rồi với Bentan thì mình sẽ sử dụng một cái tăng socket power 10, level 20 và upgrade speed và full speed 10. Speed 10 đối với MG thì vẫn là Dam Reduction và Block Ray để BVM và full line để thêm một chút máu. Anh em để cái nguyên của mình nhé, nguyên của mình chỉ là full HP Ray và tăng máu lên 10 thì là nó cộng 15 mà thôi. Và anh em để chỉ nên để chỉ số này thì nó sẽ tăng lại 70 và áp dụng 73 điểm thì nó sẽ ảnh hưởng đến là C như mình nói hồi nãy. Nhưng mà để thì Lemon của mình vẫn đang được level 0 nha. Tiếp tục, cặp ring đây là ring mới, ring level 88 và 850. Đây là ring ngon nhất mà anh em thử cầm đôi tay. PVM bên phải là PVP mắc đỉnh nó rồi. Và đối với cái ring mới thì nó sẽ được là thêm xuyên giảm 1% từ 3% lên 4%, tăng tất cả điểm lên 7 và mastery đá lên 300. Ui, điểm mastery này thì nó lên một bầu trời đá rồi anh em ơi. Và sử dụng một ring gấu, một ring phù thủy và một đại quỷ. Ngoài ra thì mình đang sử dụng là Brilliant Orb ta mới và được khảm full và được kích hoạt full hoàn toàn và lại đẹp. Ở đây thì mình đang sử dụng là Leon. Bây giờ mình sẽ đổi sang Iron Dragon đó. Mình sẽ nhắc để này, lượng đam của mình cũng thay đổi bao nhiêu này. Một lượng đam khá là khủng khiếp này, 25.000 đam. Quá kinh khủng rồi, một nhân vật phép. Không có gì để nói được. Sự đáng sợ nhất mình đang sử dụng đây là gọi là full game vũ khí của Season 16.1 mà đáng tên Season 17 mà như vậy. Rồi, không nói nữa, chúng ta sẽ đến với mặt mới là mặt Ray Aya. Rồi, như vậy là mình vừa đưa em nó đến bài Hotspot Water của mặt Ray Aya và sử dụng full game của Season 16 ở Rong Max, Max và Set Max, Win Max và chỉ sử dụng là Penta New thôi. Và để đạt được với hơn gần 25.000 đam như vậy, 24.500 đam đá phép thuật như vậy, làm sao để có thể tăng như thế? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bảng Master Level tăng. Như anh em cũng có thể thấy này, mình vẫn đang sử dụng rồng nhưng mà quả là one hit. Và điều này có thể xảy ra là khi quả có lượng máu khá thấp và lượng đam của em này gây ra rất là nhiều, kiểu đam chu mỹ nhé, đam một lúc nó lên 2-3 đam liên tục. Chưa biết đây có phải là lỗi của một MG với server mình hay không. Nhưng mà hiện tại ở server mình thì MG mới, nhất là MG rất là hot, đồ là gần như là không thể mua. Bởi vậy mình đang test ở một server test nên mình đã không thể sản phẩm nên không cảm cho mình. Nhưng mà đối với cái cách tăng điểm thì nó sẽ vẫn giống như là server chính. Và chúng ta hãy đến ngay với Master 3. Đây, Master 3 nó sẽ ảnh hưởng đến bảng C của chúng ta. Ảnh hưởng đến gì? Đây là ảnh hưởng đến cột 20-20 này. Tại sao mình lại tăng mắc bá cột này?
Trên đây là những cột cơ bản mình sẽ không nhắc lại nữa. Các anh em chơi lâu thì ai cũng biết rồi, làm chữ 5 điểm để hồi AR trong trường hợp là quạnh mạnh quá. Và hoặc là chúng ta đi ăn boss thì cái lượng đam chúng ta đưa ra liên tục nên chữ AR này khá là nhiều và mình cần 5 điểm. Ngoài vì bởi vì mình có một cái Erin đây, mình sẽ cho anh em thấy. Bởi vì mình có một cái Erin hồi AR 10 điểm 3. Bởi vậy nên chúng ta chỉ cần tăng 5 điểm ở đây mà thôi. Mình để 20 điểm này để mình giảm cái lượng điểm code cơ bản chúng ta có mình dùng vào 20 và NE. Đó, đó là cả các bạn. Còn tất cả những cái điểm sau ở dưới này và tất cả những cái điểm chúng ta có thể sử dụng cho PvP khi mà chúng ta đi đánh nhau với người khác, nhưng tất cả. Còn khi đi PvP chúng ta chỉ đi đánh người ngoài thì tất cả những ô như này không cần thiết. Nhất là khi chúng ta sử dụng Winbot thì hai ô này gần như là vô dụng. Đây là bảng màu xanh, bảng ring. Chúng ta sẽ đến với bảng blue hay là bảng skill. Bảng skill thì lấy 10 điểm vào Apex Success Rate. Đây anh em lưu ý mình sẽ lấy thêm 10 điểm của cái quẩy rồng để mình lấy 20 điểm max hết phần. Mình chấp nhận bỏ những ô khác để mình lấy 20 điểm ở đây. Chúng ta có thể đạt được một lượng phép thuật kinh khủng như vậy. Tiếp tục mình sẽ lấy ra 20 điểm max ở ô trên và ô dưới. Tại vì đối với một nhân vật MG thì lượng máu khá là mỏng nên chúng ta có thể tăng vào máu với những cái điểm có thể tăng. Ở đây chúng ta có thể tăng vào 20 điểm ở ô Q-book của Skill Harvest. Nhưng ở đây mình chỉ lấy 10 điểm nên có thể bù từ những cái điểm này lấy 17 và bù vào đây. Rất là ngon. Tuy anh em lựa chọn đối với bảng công hay là bảng PvP thì mình sẽ lấy 20 điểm vào mắc đam vũ khí gầy một tay và mắc min đam. Và mắc đam sẽ tăng hai cái điểm, đây là min đam và đây là mắc đam. Tiếp tục mình sẽ lấy 10 điểm vào hồi máu khi mà chiến quái, khi mà có tỷ lệ tấn công thành công, nghĩa là chúng ta đánh đúng thì chúng ta sẽ được 50% tỷ lệ hồi lại 32 máu. Anh em đừng thấy cái điểm 32 máu nó nhỏ, nhưng mà khi anh em đánh nhiều quá một lúc thì lượng máu anh em hồi là rất là nhiều. Anh em để ý này, anh em chưa từng sử dụng một viên máu nào. Và bên này sẽ mình lấy 11 điểm. Ở đây mình nói lên phải 11 điểm chứ không phải là 10 hay là 12 hay là 15. Ở đây 11 điểm là nó sẽ cho 3%. Anh em để ý khi mình tăng lên 11 điểm sẽ là 324. Và đối với mẫu online thì nó sẽ làm tròn, tất cả các phần trăm sẽ làm tròn đến thấp nhất. Bởi vậy nên mình chỉ cần lấy 11 điểm để tìm được 3%. Hoặc anh em muốn lên phần trăm nữa thì anh em phải bắt buộc lên 19 điểm để có thể lên được 1%. Tất cả những ô này là mình chỉ lấy 11 điểm. Mình thấy không? Ông chậm 72 này chẳng quá là quải ra quá trong cái quải ra cửa tích liên luôn. Mình đổi sang Leon rồi, mình đang đổi sang Leon này. Mình xem đam đây không nhau. Hôm nay ở dưới Avenue là lần đam đã gây ra là gần 700k đam. Đam rất là đều. Chưa có đam nhìn nó này, 113 mới là đam Excel lần mà thôi. Chưa phải là đam nhìn nó vậy nhé, chưa phải đam xuyên giảm. Đam xuyên giảm nó sẽ có màu xanh nhờ. Đấy, 113. Em thấy lượng đam kinh nhá. Quả ra là chỉ cái này làm gì được. Quá là khủng khiếp. Đây mới là set Matic Code thôi nhé. Nhắc lại với anh em là chỉ sử dụng đây 619 cao đam. Ôi dồi ôi, hèn gì đi PvP, MG nó đứng nó thả. Mình là một nhân vật BM trong game này. BM trâu của game này. Cho nên chỉ nhiều lúc chịu không nổi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với map cuối, Verdi. Và khi đến với map cuối thì mình cũng sẽ giới thiệu với anh em luôn là bảng Master level 800, nhưng trước đó chúng ta hãy chạy đến bài quái cái đã. Rồi, mình vừa đưa em đó đến bài quái hotspot của level cuối, bài Brony. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy vào đường giữa bài. Anh em vừa thấy điều gì xảy ra không? Tất cả chỉ là một hit. Một hit mà thôi. Đấy, khủng khiếp chưa? Không kịp chiếm ngược xíu luôn. Quái là đã đi vào một nút nhạc liền. Chấm hết. Tất cả chấm hết từ đây.
liệu em vừa ở season mới có thể soạn ngôi của là Summoner hay không, khi mà từ trước đến nay dẹp 486 đam 486 đam đam anh em có thể mà không ít cùng nữa đang sử dụng set Mantis Code và nó đã cũng phủ như vậy rồi 725k đam như vậy ở đấy không góc dưới này không 725k thôi chấm hết chấm hết. Đám kinh lắm anh em ơi. Chấm hết chấm hết. Tất cả chỉ là one hit. Tất cả là map chỉ là one hit. Không chịu quên được kêu em nó đẹp như nào luôn. Quả chết như rà. Một con một chọc. Có như một con là đi miếng đám sẽ bị chọc thứ hai thôi. Thốn thốn. Làm gì mà không thốn. Làm gì mà không thốn. Em thấy không, nó đâm từ dưới đất lên này. Trời ơi, làm gì mà không thốn. 725k đam, em thấy không? Ôi trời ơi, chồng, chồng. Mình không còn gì để nói rồi. Còn ta sẽ nói gì. Bắt tới level 800. Đây. Thôi cho anh em luôn. Đối với Master level 800 thì bạn là đơn giản. Thì bảo Master level 800 mặc điểm cái đầu tiên để có thể tăng được 40 máu. Đối với tăng star thì mình sẽ tăng vào AG thì có được 770 được AG bonus. Đây là 3 sức để tăng lượng đẹp của chúng ta lên 12k đẹp. Và chỉ đẹp lên 30 điểm thôi. Và dùng tất cả 3 mặc 40. Đó, nó đơn giản, nên level 800 thì khá là đơn giản. Rồi, để có thể tăng được 40 điểm ở đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ phải tăng 20 điểm ở khi mục tiêu khác. Đó, rồi chúng ta sẽ chiêm ngược em nó ở mặt đi. Có tung gì em nhìn đọc em rất là nghe chúng ta. Không hiểu sao mình cứ nhìn anh em này đánh quả nhưng mà nhìn thấy cái bài hát. Làm gì mà không thốn. Anh em thấy nó đâm từ trên đất lên không? Đâm vào đít không? Cứ một đâm lên. Đây là điều anh em. Ôi trời ơi. Đây này đây. Nhìn lên này tí. Điều này là sẽ có rank 8 nha anh em. Đây mình sẽ để là rank 8. Sau khi dùng bút ra element ra mastery thì nó sẽ được tăng lên một rank. Ôi. Hết nước chấm. Ở đây mình sẽ confirm là mình chỉ là ngõ phẩm bắn cho cái test nó bị hạ khá là thấp và mình không test một cách chính xác được. Nhưng mà anh em có thể 728 khá đam không thể giả. Chắc có lẽ mình sẽ phải làm thêm một video về Summoner để xem khả năng có liên quan của hai nhân vật này nó khác nhau có nhiều hay không. Cái điểm ưu tiên khi đến person này thấp là chẳng quá bởi vì quả chết quá nhanh, em nó chưa kịp nhôn đăng, thời gian đứng đợi quả quá lâu. Chắc cần phải nhắc nhở admin tăng tỷ lệ máu của quả để đủ với server chip. Rồi, kết thúc lại video ngày hôm nay. Một nhân vật toàn khi mà không tốt đó là Ember ở season 17. Khi mà sử dụng sẽ ăn cũng tốt, còn 15 cũng như người Cyberhut. Đây là một combo, đây là một combo vật phẩm item vũ khí win của season 16 và chỉ có sử dụng một cái thách thuộc tính của season 17 là sẽ sử dụng được mastery đấy. Và như anh em cũng đã xem trong khoảng thời gian vừa qua, nhân vật MG của chúng ta làm công việc gì để nói được quá mày quá mày quá ba đạo đi PVM. Và mình tiết lộ với anh em luôn, ở server chính hay con này là server main thì nhân vật MG đi trên cũng cực kỳ tốt. Đi PVP cũng có khả năng PVP luôn. Chưa hao bất thần. Đứng một góc lúc sau tù. À không nổi anh em ạ. Nhất là đội sư vân. Nhưng mà cả event đi PVP là event đánh hội đồng. Mà em ơi tặng chút chút. Không nổi luôn. Rồi mình sẽ
sẻ kết thúc video ngày hôm nay ở đây, và khi em có bất kỳ một comment nào mình tìm được một cái video khác hay là còn gì thắc mắc về game mùa online bất kỳ nha anh em, mình biết mình sẽ làm video và update cho anh em tham khảo. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo, và anh em đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình nhé. Bye.